đây là cái loại ông bình lên khăn kia lên dần ra quá lâu giờ bình lên đây rồi không mà kia việc kéo lục việc kéo anh bảy
lên đáy đi kinh. Tôn quay một phần Namaska chẳng phong bật kinh hoa thần tai và sức đề bố xong được nâu đông nhìn khan các bình nhìn khan trong lúc miền vì ra bố rốt vì nạc xong bố nạc để bàn bố chia chẳng phong diệt những sản thân án nhưng mà cả đồng nam xôn cả thoại một công đo để chụp kinh phát bộ chia để trang bọc hồng cổ ra chụp bộ rây đâu sẽ có đẹp rốt nhưng sẽ cả rác bọc các bộ bộ chia tiêu và bắt xôn thoại một công đo phát thê ra một thê rác trông hoang hai nơi chia hai chụp bộ ra mây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nguyễn Chí Kiệt nâng quần thân thời đại đồng tiệp trung đại quân vô xa tận thí nít các nguyên thực hiện là là nâng vì vật thuốc phát lắc mà mong nhiên khi sẽ chạc đôi chìa thức liên đại phần ra bỏ xong đây phần ngư Covid buồn cùng cùng tê số một quanh nhưng mà còn làm có thể Việt Nam từ vị trí sát cứ nó khen và cảm ơn họ riêng nó hơi khi nhưng mà cả là sau một năm mấy các đứng chôn đo quay được cái đo để chụp hình tôi chia và xong rồi bỏ ăn nên tạo khi mà cả là sau một cái kia sẽ được làm tích và vậy là khi mà kia là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thích phật hàng ngày và từ chủ đề chủ văn thích phật chư công đức chư tăng chủ văn hôm nay hai gia đình đã phát tâm trong sạch từ tức nơi tam bảo trong đó là gia đình anh Võ Ông Kiệt cũng như là Nguyễn Thị Hội Trung ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là anh Nguyễn Chí Kiệt cũng như là Huỳnh Thanh Thì ở thành phố Đà Huynh. Hai gia đình này đã phát tâm trong sạch cúng dường đến Hòa Thượng về cái thức uống trong đó có sữa cũng như là nước rửa tay. Nước Việt Nam của chúng ta đang hoàn thành bởi dịch bệnh Covid-19. Do đó, hai gia đình này cảm động nghĩ rằng là Chư Tăng ở tại chùa không thể đi đâu được, không thể đi khất thực được. Do đó, vì niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, nên hai gia đình đã sắm sửa cũng như là để cúng dường đến Hòa Thượng cũng như là Chư Tăng. Đây là hai gia đình Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Đại Huynh. Nhưng rằng với tất cả phước báo mà Hòa Thượng cũng như là Chư Tăng tại chùa ông tu tập được, xin nguyện này chư thiên hộ trì đến hai gia đình anh Võ Ông Kiệt cũng như là Nguyễn Chí Kiệt luôn luôn được sự an vui, được sự tiến hóa trong cuộc sống, nhất là sớm được đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca.
Cannot, I forget.
Đi nước bước bị do cái chỉ thị của chính phủ 16 nên giãn cách nhiều, do cái gặp chốt nhiều cho nên thì không thể nào qua chùa Trấu có được, tức là chùa Mỏ Neo được, cho nên xin cái hòa thượng chùa Hang Quan Hỷ chuyển tiền gửi đến chùa Mỏ Neo cúng dường cho chư tăng tại chùa Mỏ Neo dùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi đại diện cho thầy Thích Đạm Thanh ở chùa Lạng Đông, Tam Hiệp, Hà Nội. Thầy đã chuyển tiền 50 triệu để tôi phân phát cũng như là cúng dường chư tăng tại Trà Vinh do dịch bệnh Covid-19. Đây là cái đại đức trụ trì thượng tọa Tập Sâm Vô trụ trì chùa Sa Lan Ẹt. Trước nhất là xin cúng chùa là 2 triệu, là cúng dường tai tăng 3 triệu, xin thượng tọa Tập Sâm Vô Quan Hỷ nhận cái số tiền của thầy Thích Đạm Thanh, mong cho thầy được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên xin kính tri ân đến thượng tọa Pháp Hương, trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã đại diện cho thầy Thích Đạm Thanh chùa Lạng Đông, Tam Hiệp, Hà Nội đến tại Bổn Tự cúng dường tần tài đến các vị trụ trì trong chùa để cúng dường trong mùa dịch. Thay mặt toàn thể chư tăng kính tri ân thượng tọa Pháp Hương trước và xin ghi nhận công đức của thầy Thích Đạm Thanh chùa Lạc Đông, Tam Hiệp, Hà Nội. Mặc dù ở một phương trời xa nhưng thầy vẫn gắn bó với tâm hồn đạo pháp và sẽ chia hòa chung ở trong không khí đầy đau khổ tất cả Phật tử cũng như chư tăng các chùa, đặc biệt tại miền Tây trong mùa dịch Covid khó khăn, chư tăng không được đi thất thực, gặp những điều khó khăn, liên tưởng đến điều tốt, bậc xuất gia đồng phẩm hành, đồng sẻ chia, thầy đã nghĩ đến chư tăng tại Bổn Tự Trà Vinh. Chúng tôi xin được ghi nhận công đức thầy và thời gian trong mùa dịch thầy luôn gắn bó và chia sẻ trợ duyên cho các Phật tử gần xa, không riêng gì Trà Vinh, thì thầy đã là một cái tấm gương tốt. Chúng tôi ghi nhận công đức này không có gì để tri ân đến công đức cao về của thầy Thích Đạm Thanh,
thầy trụ Lãng Đông Tâm Kiệt Hà Nội, chỉ mong rằng những cầu phước báo vận lực chư thiên luôn hộ trì đến thầy có những sức khỏe tốt để tiếp tục là một bậc đầy từ bi vô lượng chia sẻ được chúng sanh, và mong thầy sớm được thành tựu trên bước đường tu tập và mãi mãi là bóng mát cho hàng Phật tử trên bước đường tu tập. Kính tri ân thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.